Vân Khanh xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi mục Chính sự Việt Nam của đài truyền hình kalitoday.com được phát thanh và phát hình mỗi ngày, thêm về tình hình chính sự tại quê nhà, được trích từ báo kalitoday.com trong số ra mới nhất. Mời quý vị theo dõi bản tin chênh lệch gần 200 tỷ đồng, Tất Thành Cang sẽ bị khởi tố hình sự, của Thiền Lâm, được trích dẫn từ báo Kali Today. Vụ mua bán 30 hectare đất Nhà Bè giữa công ty Tân Thuận, vốn 100% của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, tiếp tục có diễn biến bất lợi cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang. Nhân vật được dư luận xem là đệ tử ruột của Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và đang trực tiếp nhúng chàm vụ mua bán này. Sau khi Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy lập tức kiểm tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật và quy định của Thành ủy về quản lý các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Thành ủy trong việc chuyển nhượng hơn 320.000m2 hecta đất tại Phước Kiến, huyện Nhà Bè, làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 8 tháng 5 năm 2018, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin dự án khu dân cư Phước Kiến Nhà Bè có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo cách nhìn của Đài Phát thanh Việt Nam, chuyển nhượng khu đất có giá trị lớn không thông qua Ban Thường vụ Thành ủy, không đấu giá quyền sử dụng đất là có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đài Phát thanh Việt Nam cũng là một kênh báo đảng chủ chốt đang nhiệt tình cổ vũ công cuộc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng. Chính đài này là cơ quan truyền thông đã xưng tụng Nguyễn Phú Trọng là người đốt lò vĩ đại. Trước đó, cơ quan văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo cho rằng việc chuyển nhượng dự án khu dân cư Phước Kiến cho Quốc Cường Gia Lai đã không được báo cáo cho tập thể thường trực và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hồ Chí Minh. Cần chú ý cụm từ tập thể thường trực và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Thông thường, các văn bản hành chính đảng chỉ ghi ngắn gọn Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hoặc Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mà không có từ tập thể. Cũng thông thường, nếu công ty Tân Thuận tự quyết định việc bán 30 hecta đất Nhà Bè cho Quốc Cường Gia Lai, văn bản của văn phòng Thành ủy hoàn toàn có thể, nếu việc chuyển nhượng dự án khu dân cư Phước Kiến cho Cường Gia Lai đã không được báo cáo cho Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Vậy vì sao lại có từ tập thể một cách bất thường trong văn bản báo cáo của văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh? Đối nghĩa của tập thể là cá nhân. Phải chăng đã có một quan chức lãnh đạo nào đó của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ký lén phê duyệt cho vụ mua bán 30 hecta đất Nhà Bè theo đề nghị của công ty Tân Thuận mà không thông báo cho các thành viên trong Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm bí thư và các phó bí thư, cũng không thông báo cho Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Hiểu cách khác, đó là một kiểu ăn mảnh. Thái độ có vẻ dứt khoát của bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khi chỉ đạo kiểm tra và xử lý vụ việc mua bán 30 hecta đất Nhà Bè cho thấy ông Nhân đã nắm rõ được văn bản của Thường trực Thành ủy với tên người ký để phê duyệt vụ mua bán 30 hecta đất Nhà Bè, và văn bản này là một bằng chứng không thể chối cãi. Trong khi đó,
ngày càng nhiều tờ báo khác của nhà nước đã đồng loạt vào cuộc. Một số tờ báo còn đặt thẳng vấn đề về lãnh đạo nào của thành ủy. Một vài tờ báo đã bắt đầu nêu tên Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang như người có liên quan. Mới đây, cây bút Tín Hiệu Huy Đức cũng đã gọi tên Tất Thành Cang như một quan chức phải chịu trách nhiệm về ký các vụ mua bán 30 hectare đất Nhà Bè có dấu hiệu tham nhũng. Tất Thành Cang bị một số dư luận nghi ngờ đã nhúng chàm và ăn chia trong vụ bán 30 hectare đất. Theo tính toán sơ bộ của báo chí, con số thất thoát trong vụ mua bán trên lên đến 2.400 tỷ đồng. Tất nhiên, con số này muốn đứng vững và quy án cần phải có cơ sở qua hoạt động kiểm tra và điều tra. Nhưng ngay trước mắt, đã có một cơ sở để củng cố cho mối nghi ngờ về tình trạng móc ngoặc có thể đã xảy ra. Theo bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai, bà đã mua khu đất này với giá lên đến hơn 600 tỷ đồng, chứ không phải 419 tỷ như thông tin ban đầu, theo hợp đồng của công ty Tân Thuận. Như vậy, đã có một giá trị chênh lệch đáng kể, gần 200 tỷ đồng giữa hợp đồng và thực tế. Vì sao có số chênh lệch đó và số tiền chênh lệch này chui vào túi ai? Khả năng kịch bản Đinh La Thăng lặp lại là khá cao. Nếu Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang đã ký vượt quyền và ký sai pháp luật đối với vụ bán rẻ 30 hectare đất Nhà Bè, mà khả năng này là cao, ông Cang rất có thể sẽ bị bay chức ngay trong tháng 5 năm 2018, sau khi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có báo cáo cho Nguyễn Thiện Nhân và Trần Quốc Vượng. Tròn một năm trước, cũng vào tháng 4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã bất ngờ khi phải nhận một bản kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những sai phạm rất nghiêm trọng vào thời ông Thăng còn là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Với Tất Thành Cang, trong trường hợp tồi tệ nhất, nhân vật này có thể bị khởi tố điều tra hình sự, cho dù hậu quả chưa phải là quá nghiêm trọng. Khi đó, Tất Thành Cang sẽ phải đối mặt với song sắt nhà tù như Đinh La Thăng đã từng. Quý vị vừa theo dõi bản tin chênh lệch gần 200 tỷ đồng, Tất Thành Cang sẽ bị khởi tố, được trích dẫn từ báo Kali Today của Thiền Lâm. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh Kali Today trên làn sóng AM 1500 và ủng hộ cho các thân chủ quảng cáo của chương trình phát thanh Kali Today. Kính chào tạm biệt. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể theo dõi mục này nhiều hơn trên làn sóng Radio Phố Đêm 1500 AM mỗi ngày từ 1 đến 5 giờ chiều và từ 4 đến 11 giờ tối tại miền Bắc California và quý đồng hương tại thành phố Seattle và các thành phố phụ cận cũng có thể nghe trên Radio Seattle ngày nay trên làn sóng 1540 AM từ 1 đến 4 giờ chiều mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nghe lại bất cứ lúc nào trên trang mạng truyền hình kalitoday.com.